xin chào đón anh em. Hiện sự vẫn ở tại vườn của anh Bắc Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh. Và chúng tôi cũng làm khá nhiều video ở đây rồi và tiếp tục những video mới tiếp để phục vụ cho các bạn. Một cây có đường hoành bay, rồi có đường trực lắc đi lên gốc. Tôi quay gần cho các bạn cùng xem nhé. Đó, các bạn thấy cái phần dưới là nó hơi thô. Rồi cứ tháo ra đi. Các bạn theo dõi video Ban Thanh Chiến Sự cũng hết sức thông cảm. Cũng có những lúc làm nó cũng mệt mệt rồi nên là nói nó cũng không được trơn tru cho lắm, các bạn thông cảm. Cũng có lúc thì tiếng to tiếng nhỏ các bạn có thể kích lên theo âm lượng các bạn nhé. Tôi cũng muốn mua một cái mic để kẹp vào nhưng mà đúng là cũng chưa có thời gian mua và cũng chưa gặp để mua. Các bạn nhìn thấy cái những cái chỗ này là nó rất là cứng và nó thô. Và bây giờ thì để kéo. Thậm chí có thể tôi còn móc cái này đi. Thứ nhất là nó giảm được cái chiều dài đi, thứ hai nữa là nó ra ăn ra cái rễ móng này. Đây nó là cái rễ cọc các bạn ơi. Rễ cọc nó ăn thẳng mấy chục thì nó không bao giờ nó đẹp được. Nên là ta phải hóa giải nó đi cho nó mềm ra. Cứ phải mềm mại. Đàn ông mà ai cũng thích mềm mại. Đây là phía mặt trong các bạn nhé. Phải bước qua một cái hàng rào bờ tường. Và bây giờ thì tôi cắt cái trục giữa đi.
Chúng tôi cắt nhất cái phần dưới thân trục chính này đi để cho nó ngắn lại, sau này nó phát dễ mặt ra các bạn nhé. Dễ mà nó ở dưới lòng đất thì chẳng ai nhìn thấy, ta cần những cái dễ ở trên mặt. Các bạn đi vườn ở đây rất là mỏi chân, rất là rộng. Đây là nhà nổi chơi lan, phía dưới là đầm cá, phía kia là trang trại chăn nuôi. Tác phẩm mà chúng tôi đang tạo tác. Phía trong là phía ở trong sân, nhiều những cây đẹp hơn. Đây nhé các bạn nhé, tác phẩm này là anh mới nhập, nghe nói là 200 gì đó mà khách giả 250 anh không bán. Hai cây bên cạnh nữa đó. Hai cây bên cạnh là giá khác các bạn nhé, còn nguyên cây này. Đây là cây trực các bạn nhé. À,
Năm nay là năm Canh Tý, năm đầu của một con giáp có nhiều biến động. Các bạn thấy là ở ngoài Bắc ngày mùng 1 Tết có mưa sấm chớp đêm giao thừa. Và sau đó thì cũng bùng phát về dịch Covid-19. Tuy nhiên thì không ngăn chặn được cái niềm đam mê cũng như sự bùng nổ của cây. Người có điều kiện thì mua thêm cây, người không có điều kiện thì sửa lại cây để chúng ta chăm, để chúng ta thưởng thức. Và cũng là chu kỳ 10 năm, 2010 là ngàn năm Thăng Long, và 2020 ở sau 10 năm thì cây cảnh lại lên ngôi. Và như anh em cũng theo dõi trên YouTube hay trên mạng xã hội thì rất nhiều những cuộc giao lưu từ cây ít tiền cho đến cây nhiều tiền, như cây 16 tỷ và thậm chí là cây 160.000 đồng. Không phân biệt là nhiều hay ít, nhưng tùy theo điều kiện của mỗi người. Ở vườn của anh là khá nhiều, nhưng anh vẫn nhập về. Đó là niềm đam mê. Trong nhà bạn thì bao nhiêu cây vàng không ai đếm được. Tôi quay sơ qua cho các bạn thấy rằng lượng cây khá nhiều nhưng anh vẫn nhập về. Nó ở phần dưới và tôi lấy ra. Nhấc nó ra xong bắt đầu thì ta lấy là cái cho nó ra rễ mới, hai nữa là nó có móng hơn luôn các bạn nhé. Nó không bị rách, đỡ rách bệ. Trông nó mềm mại hơn. Các bạn đang theo dõi video này tiến sự thực hiện ở vườn Bắc Xuân Bắc Yên Phụ Bắc Ninh, Yên Phong Bắc Ninh. Một cây trực hoành. Sự xin kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.